Các bác và em đã quay trở lại với kênh YouTube bên em. Hôm nay thì lên đường ngay cho anh Giai đến từ Quảng Ninh, mẫu sản phẩm Black Altic MB300, mẫu sản phẩm lưng tiếng được rất nhiều anh em chơi phòng bát gia đình ưa thích ở thời điểm hiện tại. Và cái dòng này thì nó vẫn chưa hết hot anh em ạ, một trong những mẫu sản phẩm lưng tiếng giá rẻ nhưng vô cùng chất lượng, giúp đỡ các bác và em trong việc chúng ta trải nghiệm âm thanh nó tốt hơn. Đấy, đặc biệt là việc chúng ta sử dụng để nghe nhạc nhé. Và đây thì anh cũng có để tên vợ nhận hộ, đó là Nguyễn Thị Nga, Nguyễn Thành Nga ở Quảng Ninh. Và bác cũng có yêu cầu bên em là gửi hàng đi đúng hàng chất lượng và cũng là cho bác được kiểm tra hàng trước khi thanh toán. Thì cái hình thức này thì bên em luôn luôn làm cho tất cả anh em khách hàng rồi. Các bác nhận hàng được phép kiểm tra hàng và thanh toán sau. Và đặc biệt là với những anh em mà có khoảng thời gian bận ấy, các bác có thể nhờ người nhận nhé. Và sau đó thì các bác khi chúng ta nhận hàng, khi chúng ta về để chúng ta nhận ấy, thì chúng ta hãy quay vui lòng quay video lại giúp em khi chúng ta mở phần bao bì bên ngoài ra. Để có điều gì kiến nghị thì các bác có thể liên hệ trực tiếp qua bên em Tùng để đổi trả trong vòng 30 ngày đầu. Với Black Altic MB300 là cái dòng sản phẩm rất là chất lượng bên em, với mức giá thành hiện tại đang khuyến mại là 1.050.000 đồng. Và em cũng thấy bác là đã tham khảo qua một vài bên, cũng có một vài số bên ấy thì họ bán với mức giá thành rất thấp. Nhưng mà điều quan trọng hơn nữa là khi các bác nhận hàng với những mẫu sản phẩm mà giá thành thấp thì đồng nghĩa việc là sẽ không đảm bảo về chất lượng, đặc biệt là trong cái quá trình các bác sử dụng ấy, có vấn đề hiện tượng hỏng hóc ấy, thì phần lớn là các bác gọi điện cho những cái bên mà bán hàng cho anh em với mức giá rẻ thì sẽ không nhận được phản hồi. Đấy là cái điều đương nhiên khi các bác và em bỏ cái số tiền các bác và em ra mua với những dòng sản phẩm chất lượng, thì đồng nghĩa việc là các bác sẽ nhận được cái hỗ trợ khách hàng tốt như bên em Tùng. Và khách hàng Quảng Ninh bên em thì rất nhiều rồi, đa phần bên em bán cho khách hàng Quảng Ninh đi rất nhiều mẫu sản phẩm MB300 này. Hôm nay thì cùng với em về thêm lô hàng cũng tiện đây thì test luôn cho anh Giang Quảng Ninh để cho bác biết rằng cái sản phẩm bên em bán cho anh em khách hàng nó chất lượng đến như thế nào. Đây là toàn bộ những gì của Black Altic MB300 bên em dành cho anh em khách hàng nhé, bao gồm dây cắm nguồn này, dây hướng dẫn sử dụng này, và bên em cũng sẽ tặng riêng cho các bác một đôi dây ghép nối, anh em có thể ghép nối với âm ly hoặc cục đẩy hoặc là với vang, thì bên em sẽ tặng riêng cho bác những sợi dây để các bác về chỉ cần ghép nối trực tiếp vào cho thiết bị cơ bản của anh em thôi. Đây, Black MB300 phiên bản 2023. Và mẫu sản phẩm này thì có rất nhiều giải tính năng từ bát, chép, chế độ nhạc hay giải tiếng để các bác về em căn chỉnh cho nó phù hợp để nghe nó tiếng chất lượng âm thanh nó tốt hơn so với việc chúng ta sử dụng âm ly hay là vang thông thường chúng ta nghe nhạc. Có phím chức năng sử dụng để anh em cắt súp này, sử súp trực tiếp ở trên lưng tiếng thì nó sẽ lưng được cả tiếng súp lên cho các bác nhé. Có đường input để chúng ta lấy nhạc từ TV, máy tính hoặc điện thoại di động cấp xuống. Và đây, mặt sau của MB300 này các bác. Đấy, bao gồm rất nhiều cổng, đầu tiên là cổng Bluetooth 5.0 này, cổng quang này, đường dây súp thì anh em để sử dụng cổng ca lông hoặc là đường dây hoa sen. Và đây là các cái cổng out, cổng in để anh em sử dụng dây hoa sen hoặc là dây ca lông để chúng ta ghép nối. Đây thì tiện đây em cũng làm luôn video cho anh em khách hàng luôn. Bác cũng chưa có chia sẻ rằng nhà bác đang sử dụng với một con Black FX50 Plus. Mẫu này thì bên em hiện tại đang ngừng bán rồi. Hiện tại bên em đang chuyển sang những cái mẫu sản phẩm tốt hơn như FX60 hay FX70. Vậy nên là anh em khách hàng mà có hỏi em con này thì bên em hiện tại thì đang ngừng bán với mẫu sản phẩm Black FX50 Plus vâng nhá. Nếu như các bác và em sử dụng với vang ấy thì chúng ta sẽ phần lớn sẽ sử dụng đầu dây ca lông xuống hoa sen để ghép luôn, nó đơn giản hơn. Anh em có thể là sử dụng đầu dây ca lông hai đầu vẫn được, không sao cả. Đấy, để chúng ta sử dụng đầu dây hoa sen ấy, thì ví dụ sau này anh em có thêm chắc trang bị khác thì chúng ta đã có thêm sợi dây hoa sen rồi, để chúng ta ghép nối nó đơn giản hơn để chúng ta đi mua dây ca lông. Ok, và bây giờ thì cùng với em trải nghiệm chất âm đến từ Black MB300 cho anh em khách hàng, đặc biệt là cho anh Giai đến từ Quảng Ninh nhé. Và hy vọng là anh nhận hàng ưng ý với bộ sản phẩm mà anh đã lựa chọn bên em, mặc dù là bác cũng có chia sẻ là bác sẽ nhờ vợ là lấy hàng và anh em có thể sử dụng trong 30 ngày đầu, có lỗi của nhà sản xuất hay là lỗi gì đó thì anh em có thể đổi mới hoàn toàn với chiếc trang thiết bị các bác đã mua tại cửa hàng Tùng Audio. Đây là cái chế độ chăm sóc khách hàng tốt nhất bên cửa hàng nhà em các bác nhau. Ok, thì khi chúng ta cắm đèn lên thì các bác đã được nhìn thấy giao diện ở đây rồi. Ở đây thì em đã chuyển cổng sẵn sang cổng AUX1 để em lấy tín hiệu từ máy tính cấp vào. Và bây giờ các bác hãy sử dụng tai nghe, đặc biệt là cho anh Giai đến từ Quảng Ninh, hãy sử dụng tai nghe để trải nghiệm chất lượng âm thanh của mẫu sản phẩm anh đã lựa chọn bên cửa hàng nhà em. Và lúc đi bác này, trong quá trình em test em sẽ ấn rất nhiều lần để các bác thấy được rằng cái sự khác biệt khi chúng ta sử dụng thêm một con lồng tiếng với phòng hát gia đình sẽ như thế nào anh em nhé.
Và như vậy là các bác đã được trải nghiệm tính chất lượng âm thanh của Lake Altic MB300 cho anh em khách hàng đúng không ạ? Đặc biệt là cho bác đến từ Quảng Ninh đã lựa chọn bộ sản phẩm Lake Altic MB300 này. Các bác đã được thấy rằng là tiếng nó khi mà chúng ta thông qua lưng tiếng ấy, thì các cái dạng bát, mic, chép nó đều hơn, nó cao hơn, nó sáng hơn đúng không ạ? Và đặc biệt là cái giải bát tiếng nó đánh ra nó rất là lực so với việc chúng ta nghe nhạc thông thường. Và nghe nhạc thông thường ấy thì tiếng nhạc nó đều đều và nó nghe nó rất là bé bình thường. Và khi chúng ta sử dụng thêm một con lưng tiếng thì cái việc đầu tiên nó sẽ cải thiện hơn về tiếng chất lượng nghe nhạc của các bác. Chúng ta sẽ nghe các cái giải nó cao hơn, nó nổi lên những cái lốt chìm và anh em nghe nhạc nó khoan khoái hơn, sôi động hơn với Lake Altic MB300. Với mức giá ở thời điểm hiện tại đang là 1.050.000 đồng, bên em bao ship và tặng đầy đủ dây giáp cho anh em. Và đừng bỏ qua cơ hội này để sở hữu cho mình một con Lake MB300 hàng 2023 bên cửa hàng nhà em, hàng chợ lại một nhập khẩu các bác nhá. Video của em xin dừng lại tại đây, hẹn gặp lại tất cả bác và anh em ở những video tiếp theo của Tùng Audio. Xin chào.